Chào các bạn, tôi là Hòa, tôi là chủ tịch câu lạc bộ bestseller tại Thái Nguyên. Và tháng 9 vừa rồi thì tôi đã được học một khóa học, đó là ứng dụng hệ thống bán hàng đường thẳng trong kinh doanh của anh Nguyễn Xuân Nam. Và sau khóa học đó thì tôi ứng dụng được rất là nhiều điều mà anh Nguyễn Xuân Nam đã dạy. Cụ thể ở đây đó là công thức bán hàng 30 giây. Chỉ trong 30 giây thôi tôi đã thuyết phục được khách hàng của tôi mua sản phẩm hay là tham gia công việc kinh doanh cùng với tôi. Và chỉ 30 giây rất là ngắn mà tôi không thể tin được rằng là mình có thể bán được chính bản thân mình và khiến cho đối tác của mình họ tin tưởng. Và bên cạnh đó, công thức thứ hai tôi áp dụng được đó là phương pháp phân tích khách hàng và để gặp 10 khách hàng chốt cả 10. Thì tôi về tôi ứng dụng thì cũng không chưa được 100% như vậy. Nhưng mà với 10 khách hàng thì tôi đã chốt được khoảng 7 khách hàng. Và hiện nay tôi đang sở hữu một câu lạc bộ gồm 20 sale rất là giỏi và chúng tôi đã sale rất nhiều cái chương trình. Và nếu như tôi có một lời khuyên cho các bạn thì các bạn hãy học anh Nguyễn Xuân Nam và ứng dụng cái công thức bán hàng đường thẳng đó vì nó rất rất là tuyệt vời. Và nếu như các bạn có cơ hội, các bạn nên học 2 đến 3 lần. Và tôi mong muốn là gì ạ? Là được anh Nguyễn Xuân Nam coaching cũng như là đào tạo thêm thì chắc chắn là tôi sẽ thành công hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.